hóa của người dân tộc không thể thiếu của người Việt Nam. Chùa Viên Thanh thôn Nho Đâm được trùng tu xây dựng từ năm 1980 và xây lại năm 1993. Đã trải qua thời gian chùa cũ đã bị xuống cấp rột nát, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương. Năm 2015 xây lại chùa, năm 2016 mua đất khuôn viên chùa, năm 2017 xây lại nhà mẫu, năm 2021 làm 850 mét vuông bê tông sân, năm 2022 lại xây nhà tổ, nhà khách với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu kêu gọi vận động toàn thể nhân dân, các quý khách thập phương xa gần công đức xây chùa làng ngày càng khang trang to đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, chương trình nhà chùa xây dựng và khuôn viên với kinh phí eo hẹp, dự kiến xây dựng từ năm 2015 đến năm 2025 là khu di tích chùa Duyên Khánh thôn Nho Đâm được hoàn thiện trong vòng xây dựng 10 năm. Mỗi năm xây một công trình mới. Kính thưa các vị, mỗi năm chùa thấy cảnh một khác, luôn luôn thay đổi. Cảnh chùa xây dựng huy hoàng là do Phật tử xa gần phát tâm, đống gạch lớn, đống ngói to, toàn dân đoàn kết dựng xây chùa làng, làm chùa tạc tượng lúc chuông, ba công đức đó thập phương lên làm. Làm chùa là một việc phúc, việc thiện để mọi người tu phúc làm này. Theo lời Phật dạy, sống từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, ngôi chùa Duyên Khánh rất linh thiêng, tọa lạc nơi giao hòa giữa trời và đất, là một lớp học đạo đức của các tăng ni Phật tử tín đồ gần xa. Các Phật tử rất đông của thôn Nho Đâm, thôn Đâm Đồng, trên 700 Phật tử tu học, sinh hoạt, tôn giáo, tín ngưỡng đạo Phật tại chùa. Các Phật tử rất nhiệt tình, đoàn kết. Mỗi hội viên qua đời, nhà chùa đều có vòng hoa và lễ viếng đến chia buồn, động viên gia đình. Trong hội có người ốm đau, trong hội đều đến giúp đỡ, động viên gia đình nhanh lành bệnh. Mỗi một tháng tu học 4 lần tại chùa, luôn chấp hành theo đảng, nhà nước, làm theo lời Phật dạy, sống tốt đời, đẹp đạo. Kính thưa các vị đại biểu gần xa, hôm nay là ngày 8 tháng 4, là ngày Phật đản, là ngày lành tháng tốt. Chùa có tổ chức cất nóc nhà tổ và nhà khách, dự kiến đến tháng 8 mùa thu năm 2022 là hoàn thiện khánh thành, diện tích 200 mét vuông với kinh phí 4 tỷ đồng. Nay tôi kêu gọi tấm lòng công đức của các vị đại biểu, quý khách gần xa và toàn thể nhân dân, hãy bớt chút phần chi tiêu của gia đình mình, hãy phát tâm công đức vào chùa lấy phúc. Mọi sự phát tâm quý khách gửi về chùa Duyên Khánh, thôn Nho Đâm, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hoặc ông Vũ Xuân Thô, ông Đặng Văn Khoái là ban khánh thiết của nhà chùa. Nhà chùa rất mong được sự công đức của gia đình.
Trong lúc xây dựng, nhà chùa luôn luôn tiết kiệm, minh bạch, thông báo trên loa của nhà chùa hàng ngày để mọi người nắm được. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu, các Phật tử tín đồ và toàn thể nhân dân an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đại đức Thích Khai Toàn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai mạc lễ Phật đàn đặt nóc đổ mái nhà tổ nhà ta khách kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 và ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 1954. Kính thưa chư thầy đại đức Thích Khai Toàn, kính thưa toàn thể cán bộ cùng các khách thập phương xa gần, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, nay chùa Tân Khánh thôn Nhân Lâm là một khuôn viên trụ cổ đã có từ lâu đời, trải qua bao nước người đã đi qua và những người hiện tại hôm nay cùng bao năm tháng thăng trầm của thời gian và lịch sử đều nhận thấy đây là một ngôi chùa mang đậm nét dáng quê rất tâm linh của huyền bí. Cùng với thời gian và thăng trầm của lịch sử và chiến tranh, chùa chỉ còn lại một khoảng đất sơ hoang sơ song vẫn mang nơi tâm linh và huyền bí của làng quê Nho Lâm. Thể theo nguyện vọng của cán bộ và nhân dân đầu thập kỷ 90, cán bộ và cùng nhân dân và một số Phật tử Phật giáo thôn nhà đã đồng tâm đồng lòng cùng nhau xây dựng được hai ngôi tam bảo và nhà mẫu khiêm tốn nhỏ hẹp trên dưới 50 m² trên khuôn viên đất chùa cổ. Trải qua thăng trầm và thời gian dưới 30 năm, đến năm 2014, chùa đã quá xuống cấp và hư hỏng, các đồ thờ, thờ cúng đơn sơ không xứng tầm với nơi chùa cổ và cũng đã 4 lần cán bộ và nhân dân cùng các thầy sư khác về, nhưng cũng không chưa nào chủ trì và bám trụ lại với chùa được. Để lại một khoảng không vô vọng cho Phật tử và nhân dân trong thôn, hương khói và ngày tuần rằm. Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân cùng quý khách xa gần, thánh phù, thần trợ, Phật giúp để các Phật tử, cán bộ và nhân dân thôn Nhân Lâm được đón chư thầy đại đức Thích Khai Toàn về với cửa Phật chùa Tân Khánh thôn Nhân Lâm từ ngày 1 tháng 12 năm 2014 tròn 7 năm 4 tháng 7 ngày. Với khuôn viên khang trang to đẹp của ngôi chùa Tam Bảo 230 m², ngôi nhà tờ mẫu 450 m² cùng 850 m² trên chùa, rồi săn lấp ao mua đất đến nay nhà thờ tổ, nhà khách trên 200 m² đã đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 âm lịch. Với công việc xây dựng kiến thiết tổng kinh phí trên dưới 5 tỷ đồng, công thầy lớn như biển cả và đại dương, thầy đã khéo léo vận dụng tránh kỹ từng bước đi nốt bước, vận dụng đời thường trong kinh Phật, động viên tập hợp được cán bộ cùng toàn thể nhân dân và các Phật tử với quý khách thập phương xa gần đồng tâm đồng lòng cùng đồng cảm với thầy, vận dụng từng thời gian và công việc của từng năm, từng tháng, từng thời gian khéo léo để kêu gọi nguồn vốn. Đồng thời thầy phải từng bôn ba ăn mày các cửa Phật. Kết hợp kêu gọi các nguồn vốn hội hóa khác, các nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn cùng quý khách thập phương ra gần để xây dựng nên công trình di tích văn hóa lịch sử, di tích văn hóa chùa Tân Khánh thôn Nhân Lâm như hôm nay. Và phía cán bộ và nhân dân trong thôn vô cùng biết ơn và tự hào, phấn khởi và đã và đang đi theo lời dạy của Hồ Chủ tịch. Kính yêu, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần không liệu cũng xong, dân liệu cũng xong. Kính thưa chư thầy đại đức Thích Khai Toàn, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Nhân Lâm cùng quý khách thập phương xa gần, từ ngày chư thầy đại đức Thích Khai Toàn về với chùa Tân Khánh thôn Nhân Lâm, cán bộ cùng toàn thể nhân dân cùng các Phật tử cùng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đã luôn gắn bó gần gũi đoàn kết đồng hành cùng thầy
qua thăng trầm của từng thời gian, có được thành quả như hôm nay, chúng ta vô cùng biết ơn và ghi nhận công lao to lớn của chư thầy Đại Đức Khách Toàn. Với công trình và khuôn viên chùa Chuông Khánh thôn Nhân Âm, xuyên suốt thời gian 7 năm 4 tháng 6 ngày, cán bộ và nhân dân cùng Phật tử luôn đoàn kết, các tổ chức chính trị xã hội cũng luôn đồng hành cùng thầy thực hiện kế hoạch trùng tu, tôn tạo và xây dựng lại khu di tích văn hóa tâm linh chùa Chuông Khánh thôn Nhân Âm. Những năm tháng và thời gian tiếp theo, kế hoạch xây dựng khu di tích văn hóa tâm linh chùa Chuông Khánh thôn Nhân Âm được toàn thể cán bộ và nhân dân cùng quý khách ra gần với tâm đức hướng về đạo Phật, luôn đồng hành cùng chư thầy Đại Đức Thích Ca Toàn để hoàn thành kế hoạch xây dựng khu di tích văn hóa chùa Nhân Âm ngày càng khang trang tô hào. Kính thay chư thầy Đại Đức Thích Ca Toàn, kính thưa toàn thể cán bộ nhân dân trong thôn cùng quý khách ra gần, xuân thuyết qua quá trình 7 năm 4 tháng 6 ngày hành trình cùng thầy, được thầy tin tưởng giao nhiệm vụ trưởng ban đầu tư kiến thiết, tôi xin kính chúc sức khỏe thầy luôn được vạn sự ý. Với lời thầy và nhà chùa chào xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo địa phương và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các ông các bà trong ban đầu tư cùng toàn thể nhân dân và quý khách đã gần đã luôn đồng hành cùng thầy và nhà chùa góp công góp sức động viên xây dựng và kiến thiết khu di tích văn hóa chùa Nhân Âm được như hôm nay. Một lần nữa xin phép thay mặt chư thầy Đại Đức Thích Ca Toàn, thay mặt nhà chùa, ban đầu tư cùng toàn thể xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn cùng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cũng như quý khách thập phương ra gần đã đang và tiếp tục đồng hành cùng thầy Đại Đức Thích Ca Toàn cùng đoàn kết tiếp tục công sức xây dựng khuôn viên khu di tích văn hóa chùa Chuông Khánh thôn Nhân Âm ngày càng sang to đẹp. Cuối cùng không biết nói gì hết, xin kết thúc chư thầy sức khỏe, chư thầy Đại Đức Thích Ca Toàn cùng toàn thể cán bộ nhân dân cùng quý khách thập phương ra cùng xa gần lời chúc sức khỏe gia đình hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hội phó chùa của Nhân Âm nên có đôi lời tâm sự trên chân tóc thứ 13. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư thầy Đại Đức Thích Khai Phật, kính thưa các vị đại biểu, đại diện các cấp ủy đảng, đại diện các ban ngành đoàn thể cùng tăng ni Phật tử và quý khách xa gần và toàn thể nhân dân. Nay là ngày hội cất nóc nhà tổ và nhà khách và là ngày lễ hội Phật đản chùa Duyên Khánh. Đại diện cho các tín đồ Phật tử chùa Duyên Khánh thôn Nhân Lâm, tôi gửi lời tới các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, khi nghe tiếng đồn lừng lẫy gần xa, thầy Thuận tuy ít tuổi đời, thông minh tài giỏi người người đều khen, thầy đi khắp cả mọi nơi, trong tay thầy có nhiều tài giúp dân. Thế là dân nào cùng cán bộ thôn Nho Lâm chúng tôi đi thỉnh đoán thầy về chùa Nho, chẳng ngại đường xá xa xôi, thầy từ ngại vân tiêu yên tử, thầy đã nhận lời về chùa Nho giúp đỡ dân làng. Được nghe nguyện vọng của cán bộ và Phật tử thôn Nho Lâm, thầy đã phát tâm công đức giúp làng khởi đầu công việc như đoàn bảy thúc đẩy phong trào dựng xây chùa làng Nho. Xét xem khu hạ, không ai bằng thầy, cả đời thầy theo đạo hiến cho Phật trời. Thầy Thuận hình dáng cao cao, trông thầy như một ngôi sao trên trời. Thầy làm nhiều việc cứu đời, ở gần cho chí ở xa, trẻ già trai gái bốn phương quý thầy. Nam mô Đức Phật Thích Ca, Nam mô Đức Phật Di Đà chứng minh. Thầy Thuận ba mắt thầy nhìn chín phương, mắt âm rồi lại mắt dương, mắt nào cũng giỏi, mắt nào cũng tinh. Thầy Thuận nay rất đẹp xinh, như tranh mới vẽ, như tượng chùa mới tô. Thầy luôn thương những mảnh đời, thương
thương người khổ sở, thương người thiếu ăn. Tính thầy hiền hậu rất vui, từ bi thoải mái, hết lòng thương dân. Nho năm chúng tôi rất tự hào, có chùa, có Phật, có thầy Phật nay. Chuông ngân niệm Phật hàng ngày, cầu cho tất cả dân hàng gia đình thịnh vượng, an khang nhập giàu. Ơn thầy có phép nhập màu, thông minh tài giỏi cả đời thương dân. Thầy Thuận trí lớn tuyệt vời, thầy đi quyên góp khắp nơi, thầy mang tiền về cùng với dân làng Nho Lâm. Người có của, người có công, cùng thầy xây dựng lên ngôi Tam Bảo và ngôi nhà mẫu khang trang to đẹp huy hà hoàng hôm nay. Sân chùa to rộng, thanh thang thoáng mát. Nay thầy này đi quyên góp khắp nơi, đem tiền về cùng với nhân dân thôn Nho Lâm và toàn thể khách thập phương dựng lên năm gian nhà tổ, nhà khách. Thầy này còn giảng đạo cho dân, nhiều người hiếu đạo phục thờ Phật tiên. Thầy luôn yêu trẻ quý già, ai ai cũng quay là người, thầy cũng quay là người thân. Trẻ già thầy đều cho áo ấm, người nghèo khổ thầy cho tiền cho quà. Tuy rằng của ít tình nhiều, tấm lòng hiếu kính của thầy, thầy thích khai thuận đẹp sinh, dân làng ai cũng khen thầy tính vui. Nhiều lời bàn tới bàn lui, khen thầy khai thuận sống vui đẹp đời. Thầy thích khai thuận tuyệt vời, tay không làm nổi cơ đồ của nho. Thầy đại giảng đạo rất hay, thầy cũng giỏi, thầy nay rất tài. Thầy đi trên khắp nhà vườn, quan hương quan Phật khắp nơi cho thầy. Thầy chỉ bảo rất chân cần, tu nhân tích đức trời dành thần cho. Muôn dân trăm họ đều thương quý thầy, vui mừng trước phút giây này nên con bày tỏ ơn lời cảm ơn. Ơn thầy chỉ nối thật đường, ơn thầy về với quê hương dựng chùa, ơn thầy công đức dựng xây, ơn thầy đặt móng cho dân xây nền. Thầy trồng cây hạnh, thầy ơi thầy trồng cây đức để đời mai sau. Thầy ơi Nho Lâm ai cũng bảo nhau, thầy về ấm cúng chùa làng giúp dân. Mong thầy từng tháng từng tuần, ai ai cũng đợi phần nay có thầy. Có thầy chùa Nho mới yên, vì thầy có phép thần tiên nhập màu. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con mong thầy hỷ xả. Chúng con cầu nguyện thầy mãi mãi ở chùa Nho giảng đạo dạy dỗ chúng con. Con chúc thầy vui khỏe để thầy an dân. Một lần nữa con kính chúc thư thầy đại đức thích khai thuận và các đại biểu đại diện các cấp quý đảng và các ban ngành đoàn thể cùng tăng ni Phật tử xa gần mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, đoàn kết cùng thầy xây dựng kiến thiết ngôi nhà khách và nhà tổ được hoàn thiện, chùa làng ngày càng thêm to đẹp và thịnh vượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Cường, phó ban hội trưởng chùa Diễn Thánh thôn Nho Lâm, trân trọng cảm ơn bà. Thank you.
Nhân dân trong thôn xã và ngoài xã, chúng tôi đoàn đại biểu chùa Kênh là mối tình duyên Phật kết nối giữa hai chùa, chùa Kênh và chùa Duyên Khánh, để giao lưu nền văn hóa tâm linh lịch sử hai làng, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất đoàn kết kính Phật đẹp đời, làm nền tảng văn hóa quê hương rạng ngời, góp sức cùng toàn dân bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Phật pháp Việt Nam. Được sự quan tâm giới thiệu của ban tổ chức khánh tiết ngày lễ, tôi thay mặt cho đoàn Phật tử chùa Kênh, thôn Đồng Tâm, xã Tiên Đồng được phát biểu đôi lời chúc mừng niềm vui chung cùng toàn thể các cấp lãnh đạo xã và thôn Nho Lâm đã xuyên suốt gắn kết cùng phát tâm cộng sự với dân, với các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, công ty trong huyện, trong tỉnh, các con cháu địa phương xa gần, công tác trên mọi miền Tổ quốc, hảo tâm chung sức một ni một nai, tiền của vật chất gửi về quê để xây dựng cảnh thiền tâm tín địa phương ngày càng rạng ngời, tỏa sáng cùng nhịp cầu tâm linh với các thôn xã thờ phụng giá trị tâm linh chung cùng non sông đất nước, và cũng là giá trị tâm linh của quê hương ta. Quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không ai lỡ thờ ơ lãng quên đi, uống nước ai cũng phải nhớ đến nguồn đền ơn đáp nghĩa. Sinh thành
đó là giá trị thiêng liêng của lịch sử. Nay thời cơ thế thời đã đến, nhân dân ở Nho ta cùng các cấp lãnh đạo địa phương đã thống nhất được đón nhà sư Đại Đức Thích Ca Thuần về chùa làng để cùng nhân dân bàn soạn thảo thiết lập cơ sở tâm linh chùa quê hương thờ phụng Phật, thờ phụng tổ tiên, những chân linh dưng nước và dưng nước để tưởng niệm lại, thắp nén nhang thơm đền ơn đáp nghĩa. Do vậy thôn Nho Lâm nay đã xây xong hai khuôn viên chùa Tam Bảo và nhà mẫu, nhân dân đã sử dụng đi vào nghi lễ thờ cúng tụng niệm. Xong bên cạnh còn thiếu một nhà tổ là nơi tổ an ngự và nhà khách, đang xây chưa hoàn thiện. Căn cứ vào sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương và toàn thể nhân dân làng Nho cộng nhiệt huyết của nhà sư Đại Đức Thích Ca Thuần, để cho khuôn viên nhà chùa đi vào hoạt động tốt, nơi Phật an vị nghiêm trang, nhà khách để nơi đón tiếp các nhà tu sĩ, khách thập phương xa gần về dân hương vào lễ, có chỗ nghỉ ngơi. Nay Đại Đức cùng cán bộ địa phương có lời bày tỏ kêu gọi. Lòng hảo tâm phát đức của bà con thập phương để cùng tạo điều kiện xây dựng cho chốn linh thiêng quê hương cùng chung hưởng hạnh phúc, để lại đức cho con em mai sau. Nay nhà tổ và nhà khách xây dựng trong khuôn viên là 200 m². Vâng, nhưng với cái kinh phí đề ra thì còn thiếu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể thiếu được, mà đây là do tất cả bà con đang ở đây. Như vậy kinh phí làm tiếp là còn thiếu. Vâng, thưa lễ hội, thưa bà con, không gì bằng sự xuyên suốt được cán bộ lãnh đạo địa phương nhiệt tình, nhà sư Đại Đức Thích Ca Thuần thì tài hoa vuôn vén, kiến thức Đại Đức thì sâu rộng, vận dụng đường tu Phật đúng ý nước lòng của dân. Tiếng kêu gọi có tâm tin đâu cũng nể, Đại Đức đã làm nên 7 nơi di tích thờ tự ở khắp nơi. Được các nơi ca ngợi trong thời kỳ trùng nhập với thế thời, nhân hòa địa lợi, lịch sử vận nước tạo thành, những nhân cách, những đạo lý nâng cao phẩm chất giá trị về tâm linh, chữ tâm làm đầu, chữ tín là nơi điểm ta tìm đến. Thờ những chân linh có công dưỡng nước, chân linh có công dưỡng nước, những chân linh lấy xương làm máu làm mực, tô thắm ngọn cờ độc lập dân tộc Việt Nam, mang lại hạnh phúc ấm no cho toàn dân, trong đó có địa phương ta. Nay ngày vui, ngày lễ hội, trước cửa thiền ta được thắp nén nhang thơm, kính dâng tưởng nhớ ghi ơn sâu lạc, đó là lòng của toàn dân ta và nghĩa nước ta cũng là đây. Nay cờ tổ quốc tung bay trước cửa thiền, làng Nho cờ Phật xuyên gió, trong khoảnh khắc quê hương tiếng chuông chùa vang vọng ngân xa, chùa làng dân vào ra tụng niệm Phật, dân làng thì hạnh phúc đoàn kết xuyên suốt giữa dân và lãnh đạo, có sức mạnh tổng hợp tâm đức cùng nhà sư xây dựng khu tâm linh quê hương ấm lòng Phật, đẹp lòng dân, khởi sắc tô thắm cảnh bình an. Xóm làng vạn sự như ý, nhân dân làng Nho ta chẳng tự hào lắm sao? Chúng tôi ước gì đâu cũng được như thế này. Tuy nay ta khó, nhưng ta có nhiều thuận lợi mai sau. Cuối cùng, xin kính chúc các cấp lãnh đạo xã Vân Tố và thôn Nho Lâm, kính chúc nhà sư Đại Đức Thích Ca Thuần, kính chúc toàn thể nhân dân
bà con trong làng Nho đoàn kết xây dựng quê hương văn minh, tiến bộ, kính Phật đẹp đời, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và bảo vệ lịch sử Phật pháp Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Văn Ngo, chùa Kênh Đồng Tâm, xã Tiên Động. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tình thương
dòng đẹp kiên cường hùng anh, tài sắc đẹp như bức tranh côn sơn kiếp bạc này đừng danh tuyệt vời, đường lắm núi dặn tới mời anh đây trong những một thời đẹp loanh. Có công các chị các anh viết nên trang sử lưu danh sáng ngời. Thank you.
trời an vui cho con được sống đời xinh tươi. Quán âm yêu cô, quán âm yêu ngàn đời con dặn. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quán âm yêu cô, quán âm yêu ngàn đời con dặn. Chờ kênh rất nhiều. Quý vị sau đây Xuân Giản ở tại Gia Lộc thể hiện bài thơ mừng lễ hội chùa Nho Lâm mùng 8 tháng 4 2022 3 giờ đêm vừa rồi sáng tác. Ai về vẫn tố quê ta, nhà xây to đẹp thiết tha tình người. Nho Lâm rạng rỡ rỡ sáng tươi, chùa thầy mở hội người người về đây giao lưu văn nghệ vui vầy. Ngôi chùa to đẹp ngày nay huy hoàng, trai tài gái giỏi đảm đang, quê hương giàu đẹp xóm làng bình yên. Hoa thơm trái ngọt dâng lên, kính mong Phật thánh chứng tâm lòng thành,
mừng ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản ngôi chùa uy nghi, cây xanh tỏa bóng sum suê. Bây giờ cuộc sống đề huề hơn xưa, trải bao dãi nắng dầm mưa, trải bao cuộc sống sớm trưa nhọc nhằn, trải bao thời buổi khó khăn, đánh Pháp đánh Mỹ gian truân xá gì, theo Đảng theo Bác ta đi, Bắc Nam chung một quyết ghi sử vàng. Hôm nay đẹp xóm đẹp làng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Oh,
rất nhiều. Chương trình lễ khai mạc đến đây đã kết thúc. Tiếp theo về nội dung là chương trình tặng hoa. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu ban hội từ chùa Duyên Khánh thôn Nho Lâm nên có bó hoa chúc mừng thầy. Xin kính mời đại đức Thích Khai Thuận nên nhận hoa. Đoàn chủ cây chuẩn bị. Để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo nội dung về chương trình, xin mời đoàn tăng ni Phật tử chùa Kênh Đồng Tâm xã Thiên Đồng lên tặng hoa chúc mừng thầy. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng thầy. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đoàn Phật tử chùa Cây Thôn Đồng Mạng. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu ban quản lý di tích đình Nho Lâm do ông Vũ Minh Ngoan làm trưởng đoàn lên tặng hoa chúc mừng thầy. Tiếp theo chuẩn bị Phật tử chùa Duyên Khánh thôn Nho Lâm chuẩn bị. Thì chúng ta nhiệt nhiệt chào mừng. Xin chân thành cảm ơn ban di tích quản lý đình hạ thôn Nho Lâm. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng và giới thiệu Phật tử chùa Duyên Khánh thôn Nho Lâm lên tặng hoa chúc mừng thầy. Xin trân trọng và kính mời. Chuẩn bị của tiếp theo là đội văn nghệ phụ nữ thôn Nho Lâm chuẩn bị. Chúng ta nhiệt nhiệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Phật tử chùa Duyên Khánh thôn Nho Lâm. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu đoàn văn nghệ phụ nữ thôn Nho Lâm do bà Nguyễn Thị Dung làm trưởng đoàn lên tặng hoa chúc mừng thầy. Đoàn Phật tử
của bà Hảo, bà Son của thôn Đông Đồng chuẩn bị. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin chân cảm ơn. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu đoàn văn tử bà Hảo, bà Son, bà Thu, bà Nua, bà Nguyên, chùa Linh Ứng, thôn Lâm Đồng lên tặng hoa chúc mừng thầy. Xin trân trọng kính mời. Đội dương hương văn nghệ, đội dương hương và đội văn nghệ nó đang chuẩn bị. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đội dân hương, đội văn nghệ của chùa Chuyên Cánh, thôn Gia Đông, do bà Hồng làm trưởng đoàn lên tặng hoa chúc mừng thầy. Phật tử chùa Tất Hạ, xã Cầu Đạc chuẩn bị. Đề nghị chúng ta nhiệt nhiệt chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu Phật tử chùa Tất Đại Hà, xã Công Lạc lên tặng hoa chúc mừng thầy. Xin trân trọng và kính mời. Gia đình bà Phạm Thị Lý ở Như Lâm, Phước Kỳ chuẩn bị. Đề chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu bà Phạm Thị Lý Như Đông Phật Kỳ lên tặng hoa chúc mừng thầy. Ông Hoàng Văn Mo chuẩn bị. Đề nghị chúng ta trong một tràng pháo tay chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin trân trọng và giới thiệu ông Hoàng Văn Ngo, chùa Canh, Đồng Tâm, xã Tiên Động lên bó hoa chúc mừng thầy. Xin trân trọng và kính mời.